Kính thưa cộng đoàn, các bệnh nhân rất thân mến, mấy bữa vừa qua con cũng hơi lu bu nhiều việc nên là cũng chỉ có chia sẻ lời Chúa thôi, còn ba cô danh ngôn thì con cũng không có thời gian. Hôm nay chiều thứ bảy, lúc này chiều nay con không phải dâng lễ nên là tranh thủ thời gian này để chia sẻ với quý ông bà và anh chị em ba cô danh ngôn. Cũng có một số người, thậm chí là những người lớn tuổi gọi điện thoại cho con nói: "Bồi trai, chúng con nghe cho nói về ba câu danh ngôn, trước đây là 5 câu, bây giờ là 3 câu, thì chúng con cũng học hỏi được nhiều điều tốt lành lắm." Nên là con cũng cố gắng để phục vụ cộng đoàn. Sáng hôm nay thì sau thánh lễ sáng xong thì con chạy về dưới Hồ Nai thăm mẹ con một chút. Rồi sau đó con được ông Trùng Thành dẫn con đi đến một số nơi để xin quần áo cũ mà mới. Quần áo cũ mà mới. Để con chuẩn bị cuối tháng, nếu mà đủ thì chúng con có một chuyến xe đi Campuchia để cho quý thầy quý sơ bên đó chia sẻ cho những khu nghèo. Đợt vừa rồi thì chúng con có chuyển con bên đó 107 bao, tức là hơn 1 tấn quần áo. Thế nhưng mà thật sự thì cũng không thấm vào đâu cả. Mỗi một nơi thì chúng con cũng phát được 4, 5, 6 hoặc là 7 bao thôi, mà còn rất là nhiều nơi xin nữa. Thế thì con cũng xin được chia sẻ với cộng đoàn, đi đến một số gia đình để báo cho các anh các chị là cũng đi thu gom, tức là chúng con không thể đến từng gia đình được. Thế nhưng mà ví dụ như là ở giáo xứ Ngũ Phúc thì có một chị, thì chị đấy thì chị cũng đi thu gom trong giáo xứ để tập trung về nhà chị, rồi chị sắp xếp cho nó đàng hoàng tương đối. Tại vì kính thưa cộng đoàn, nếu quần áo mà chúng ta chuyển lên Kon Tum chẳng hạn, người chúng ta chỉ thuê một chuyến xe là chúng ta đi tới. Thế nhưng nếu chuyển qua Campuchia thì nó cũng qua nhiều giai đoạn lắm. Thứ nhất là đi thu gom ở nhiều nơi nè. Thứ hai là chuyển từ nhà của mình ra tới cái bến xe để mà chuyển đi Campuchia. Thì chúng ta cũng phải thuê xe chứ. Rồi từ Campuchia, từ bến xe Campuchia, Sài Gòn nó đi qua bến xe Nông Quanh, nó cũng lại có một cái phí nữa. Rồi từ Nông Quanh quý thầy quý sơ lại thuê xe đi về những cái nơi nghèo nữa, nên là nó cũng qua có thể ít là 4 chặng nhé. Một chặng thu gom này, một chặng ra bến xe Sài Gòn này, rồi một chặng từ Sài Gòn đi Nông Quanh này, rồi một chặng từ Nông Quanh đi đến những cái làng nghèo. Vì thế thì con cũng nói với lại những người cộng tác với con là cũng cố gắng lựa những cái quần áo nó cũng tương đối một chút, để cái phí mình gửi qua bên đó nó cũng xứng đáng. Thì con cũng chia sẻ với cộng đoàn như vậy nha. Rồi giờ đây chúng ta học hỏi ba câu danh ngôn nha. Câu danh ngôn thứ nhất: trạng thái thoải mái nhất giữa người với người chính là không cần lấy lòng nhau. Con thấy cái này cũng rất là hay. Tức là chúng ta sẽ không thoải mái khi chúng ta cứ phải giữ kẽ hay là lấy lòng người này, lấy lòng người khác. Còn cái trạng thái thoải mái tức là chúng ta không cần phải lấy lòng nhau. Ví dụ như là mẹ với con này ạ. Mẹ thương con và con thương mẹ, thì chúng ta sống cũng rất là thật, rất là chân tình, đâu cần phải lấy lòng nhau. Còn mà chúng ta buôn bán chẳng hạn thì chúng ta cũng cần phải lấy lòng khách như thế này thế khác, thì chúng ta cũng rước cái này rước cái kia. Thế thì chúng ta cần phải suy nghĩ xem chúng ta đang muốn lấy lòng ai. Chúng ta đang muốn lấy lòng ai? Có lẽ là lấy lòng người nào thì cũng không hay cả. Bởi vì nếu chúng ta muốn lấy lòng người này, lấy lòng người khác thì chúng ta sẽ hơi giả một tí. Ví dụ như là trong đời tu của chúng con muốn lấy lòng bề trên và thì chúng ta cũng phải tạo ra cái này, tạo ra cái kia, thì nó lại cũng không thật. Ở trong làm ăn buôn bán của quý ông bà và anh chị em, chúng ta muốn lấy lòng khách chẳng hạn thì chúng ta cũng phải nói cái này, nói cái khác. Ví dụ như là chúng ta bán cá thì chẳng hạn, chúng ta bán từ sáng đến trưa thì nói chung là cũng những con cá mà ngon thì nó cũng đã bán rồi, phải không? Còn một số cá nữa thôi. Thế người ta đến ta hỏi thì chúng ta cũng nói là cá mới về. Cá, ví dụ, để mà được lòng khách. Đấy. Thế thì chúng ta cần phải suy nghĩ xem là mình có đang muốn lấy lòng ai không? Mình có đang muốn lấy lòng ai không? Thậm chí lấy lòng Chúa cũng không hay. Bởi vì lấy lòng nó là cái gì đó, là chúng ta cũng hơi giả rồi. Hơi giả rồi. Này, chúng ta có lẽ cái điều cần thiết đó là chúng ta cố gắng sống như thế nào đó để thật lòng nhau. Tại sao chúng ta lại phải lấy lòng nhau? Là bởi vì chúng ta chưa có đủ tốt nên là chúng ta phải lấy lòng.
Chứ còn nếu mà chúng ta tốt rồi thì cứ thế mà nó biểu lộ ra thôi chứ đâu cần gì, phải không? Nó như là một đứa học trò nó học giỏi đi, nó chẳng cần phải lấy lòng ai cả, vì nó đã cố gắng nó học giỏi rồi. Thế nhưng mà nó học dở chẳng hạn, thì nó cố gắng lấy lòng thầy cô, để rồi thầy cô cũng châm trước cho nó thế này thế khác. Nên là tóm lại, lấy lòng người này, lấy lòng người khác, và thậm chí lấy lòng Chúa, chúng ta nó cũng có một cái gì nó giả giả. Câu danh ngôn này nói là chúng ta sẽ trạng thái thoải mái nhất là chúng ta không cần, chúng ta sống không không chính là không cần lấy lòng nhau, mà chúng ta sống một cách chân tình nha. Chân tình, và đối với Chúa cũng vậy, Chúa cũng muốn chúng ta sống chân tình và chân tình cả những cái thiếu sót của chúng ta, chứ cũng không cần phải che giấu để mà lấy lòng ha. Trạng thái thoải mái nhất giữa người với người chính là không cần lấy lòng nhau. Không cần lấy lòng nhau đây cũng không có nghĩa là chúng ta ghét, là chúng ta lộ luôn cái ghét của chúng ta, thì cái đấy thì nếu mà chúng ta ghét ai đó thì chúng ta cũng phải suy xét bản thân đó, cố gắng tập tành như thế nào đó để rồi chúng ta đừng có ghét người ta. Thế nhưng mà vì mình ghét người ta nhưng mà mình muốn lấy lòng người ta hay lấy lòng mọi người thì chúng ta cũng giả tạo thì cũng không phải. Mà chúng ta lộ thẳng ra cái mặt là chúng ta ghét người ta thì xem ra thì điều đó cũng gây tổn thương cho người khác. Nếu chúng ta ghét ai hay là nếu chúng ta chưa có trọn vẹn thì chúng ta hãy cố gắng trọn vẹn, cố gắng tốt để chúng ta chân tình được, để chúng ta chân tình được. Giống như là mẹ mất chẳng hạn, con yêu mẹ thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Có thể khóc, có thể là không khóc. Thế nhưng mà nếu mà con không thương mẹ thì chúng ta muốn lấy lòng mọi người thì chúng ta có thể gào lên. Và cái gào đó nó cũng là cái giả dối ha. Trạng thái thoải mái nhất giữa người với người đó là không cần lấy lòng nhau. Trạng thái thoải mái nhất giữa người với người đó là không cần lấy lòng nhau ha. Rồi câu danh ngôn thứ hai, thời gian và tiền bạc có giá trị rất khác nhau. Thời gian và tiền bạc có giá trị khác nhau. Trong túi bạn còn bao nhiêu tiền bạn vẫn biết, nhưng thời gian còn bao nhiêu chúng ta không thể nào biết được. Thời gian và tiền bạc khác nhau hoàn toàn. Tiền bạc thì chúng ta có thể biết là chúng ta có bao nhiêu, nhưng thời gian thì chúng ta không biết có bao nhiêu cả. Vì thế mà Chúa Giêsu dạy tất cả chúng ta là hãy tỉnh thức. Nên là cố gắng chúng ta hãy sống tốt từng giây phút, để bất cứ lúc nào Chúa gọi thì chúng ta cũng sẵn sàng. Thời gian và tiền bạc con đang bị đau họng, nên là con ngậm một cái viên kẹo thuốc để cho con nói cái giọng của con nó rõ ràng, chúng tôi nó khảo, ông bà anh chị em lại không nghe được ha. Thời gian và tiền bạc hoàn toàn khác nhau. Tiền bạc chúng ta có thể biết chúng ta có bao nhiêu, nhưng thời gian thì chúng ta không biết có bao nhiêu. Vì thế hãy sống trọn vẹn từng giây phút, hãy sống trọn vẹn từng giây phút. Đối với cá nhân con á, thì con cố gắng là tập làm nhiều điều lành. Dĩ nhiên cái xấu thì không bỏ được, có nhiều cái xấu không có bỏ được, ví dụ như là lười biếng chẳng hạn. Lười biếng chẳng hạn, nhiều khi đi đâu về bắt đầu lười nằm rồi vân vân, phải đọc kinh quể quải vân vân đấy, mà đôi khi mình cũng không có bỏ được, mình cũng chưa đủ hy sinh, hay là nói xấu người này nói xấu người kia đấy. Thế thì cái tật xấu rồi chúng ta rất là khó bỏ rồi đó, nên là chúng ta cố gắng tập điều lành, tập điều lành và sống thân tình với Chúa, với Đức Mẹ, với các thánh. Chúng ta chẳng có trọn vẹn trước mặt Chúa đâu, nó thật sự thì Chúa gọi chúng ta là chẳng bao giờ chúng ta là trọn vẹn trước mặt Chúa. Nên là chúng ta có lẽ là Chúa thấy một chút cái cố gắng của chúng ta, cố gắng sống tốt, và chúng ta tuy xấu xa nhưng mà chúng ta thân tình với Chúa, giống như là Matthew hay là những người thu thuế, họ cũng gần gũi với Chúa vậy. Những cô gái điếm hay là thế, họ cũng gần gũi với Chúa. Chúng ta cố gắng sống thân tình với Chúa, tập làm điều lành và sống thân tình với Chúa. Thế thì đấy là câu danh ngôn thứ hai nha. Tiền bạc và thời gian khác nhau hoàn toàn. Tiền bạc chúng ta có thể chúng ta có bao nhiêu biết, mình có bao nhiêu, mình thiếu bao nhiêu, nhưng thời gian thì chúng ta không biết. Thời gian thì chúng ta không biết. Vì thế chúng ta hãy cố gắng sống tốt, sống trọn vẹn từng giây phút. Đối với cá nhân con, trọn vẹn từng giây phút đó là cố gắng tập làm điều lành và sống thân tình với Chúa, với các thánh, có nghĩa là sống thân tình với mọi người xung quanh. Sống thân tình với mọi người xung quanh. Sáng hôm nay thì con có chia sẻ cái chuyện mà con đi vào bệnh viện thăm một cái em đó, thật sự là
mới có khoảng là 31, 32 tuổi đấy, trẻ mắc này, đang nằm trên nước biển như vậy đó. Thì là con đương nhiên mình đâu, mình đi thăm bệnh nhân mình đâu có nói là ủa con bị ung thư gì, vô duyên sao mà mình hỏi câu đó được. Thế thì con nhỏ nhỏ, con thứ nhất là con coi cái hồ sơ bệnh án ở phía ở trên đầu giường đó, rồi con cũng có hỏi sơ và hỏi y tá. Thế thì sơ có nói nhỏ với con là em này bị ung thư phổi mà nó đã di căn rồi. Nó di căn lại, tức là cách đây 5 năm đã điều trị và bây giờ thì nhập viện lại, và nó bác sĩ nó nói là di căn rồi, nên là người ta nói thẳng là bây giờ không điều trị được, bởi vì nó nhiều ổ quá, nó nhiều khổ quá. Thế nhưng mà khi nói chuyện với các em này thì thấy nó vui tươi mà con cảm thấy con lạ luôn ấy. Thường thường là bệnh nhân là âu sầu, ngay cả con này khỏe thì tươi cười, thế nhưng mà người nó đau bệnh, nó sốt hay là thế này là bắt đầu mình cứ ủ rũ rồi. Thấy cái em này nó vui tươi lắm, mặc dù thì nói chung là nhìn cái tổng trạng thì thấy em nó cũng có xuống sắc. Thế thì trước khi ra về thì con cũng có hỏi em đó là con ơi, bí quyết nào mà để cho con bệnh mà sao con vẫn vui như vậy. Thì nói chung là một cái người bình dân ấy, mà mình dùng cái từ bí quyết, nó thật sự là những cái người mà họ sống tốt lành, họ chẳng có những cái gì cao siêu hay là cái gì nó ghê gớm. Cái nó hỏi ủa bí quyết là gì cha, thì con mới nói là ý cha muốn hỏi con đó là làm thế nào mà con là người đang mang bệnh mà con lại có thể vui được như vậy. Thế em nó trả lời là con biết chắc là con chết rồi, con biết chắc là con chết rồi, nên là con chẳng có gì con phải buồn cả, bởi vì biết chắc cái điều đó nó xảy ra rồi, nên là con cũng chẳng có gì phải buồn cả, và con thích sống vui, con thích sống vui, con thích sống vui. Trời ơi, nó nói một câu làm cho mình cũng phải học hỏi, tức là thích sống vui, thích sống tốt, thích làm điều lành, thích giúp đỡ mọi người, thích sống vui. Đó, rất là hay ha. Thế thì đó là câu danh ngôn thứ hai. Thời gian và tiền bạc khác nhau hoàn toàn. Tiền bạc chúng ta có thể biết mình có bao nhiêu, nhưng thời gian chúng ta không biết chúng ta có bao nhiêu. Vì thế, xin cho chúng ta chết thì đương nhiên là chắc chắn là tất cả chúng ta đều phải chết rồi. Nên là lo hay không lo thì cũng chết thôi. Xin cho chúng ta sống vui, sống giúp đỡ mọi người. Thì còn nghĩ trời ơi, nói thì nói thế đấy, nhưng mà tập dữ lắm nghe. Phải tập. Rồi, câu danh ngôn thứ ba. Mỗi bông hoa đều đẹp theo cách riêng của nó, và bạn luôn đẹp theo cách riêng của bạn. Vậy nên đừng so sánh mình với bất cứ ai, hãy yêu thương trân trọng bản thân mình. Mỗi bông hoa có những vẻ đẹp khác nhau, không phải là hoa hồng đẹp hơn hoa lài. Người thì thích hoa lài, người thích hoa hồng. Mỗi bông hoa đều có những cái vẻ đẹp khác nhau, và mỗi con người đều có những cái nét đẹp riêng. Vì thế chúng ta trân trọng người khác, và chúng ta cũng tạ ơn Chúa về mình. Giống như là có lần con chia sẻ với cộng đoàn á, con là một người dễ cảm xúc. Tức là đại khái là cũng là cái câu chuyện đó. Ví dụ như là người ta nhìn thì người ta, ví dụ như một cái lá rơi, còn ví dụ cho nó nghệ sĩ một tí, một cái chiếc lá rơi thì người ta nhìn ta bảo gì lá vàng thì rơi, thế có gì đâu. Thế nhưng mà mình nhìn cái chiếc lá vàng rơi, cái tự động cái mình suy nghĩ ra là cuộc đời của mình rồi cũng sẽ đến ngày rơi rụng. Đấy, cái người của mình nó dễ cảm xúc. Nên nhiều khi cái thổ con mới vô nhà dòng, con nói là trời ước gì cho mình sống à, mình sống bơ bơ ra như vậy đấy, gặp người ta đụng xe chết trước mặt mình cũng tỉnh bơ vậy đấy. Đấy, mình cũng, con cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng mà sau này thì con mới cảm thấy là tạ ơn Chúa mình có cái nhạy cảm như thế này, để rồi con, ví dụ như là con đi thăm người này, con đi thăm người kia, hay là con đi đường như là cách đây mấy ngày con trú mưa gặp một cái chị bán bánh này kia, cái tự mình có được những cái cảm xúc mà có thể những người bình thường thì họ không có thấy được cái điều đó. Đó. Thế thì với câu danh ngôn thứ ba này dạy cho chúng ta rằng mỗi bông hoa, mỗi vẻ đẹp, và chúng ta cũng thế thôi. Chúng ta trân trọng vẻ đẹp của người này, cái tốt của người này, cái tốt của người kia, nhưng chúng ta cũng tạ ơn Chúa về những cái gì Chúa ban cho mình chứ. Chúa ban cho mình nè, như con này, Chúa ban cho con có một cái tâm hồn nó cũng khá là nhạy cảm. Chúa ban cho con có một cái căn bệnh để lúc nào cũng nhắc nhở mình rằng là sống cho nó đàng hoàng. Cũng vào chiều hôm nay ăn cơm ấy, thì mấy ông chủ cũng có mời con là uống rượu. Sẽ con cũng nói chê vậy, con nói đi tu sao mà uống rượu. Con nói như vậy. Nhưng mà sau đó thì con nói với các ông là thật sự thì Chúa cho tôi có cái căn bệnh này, có cho tôi uống tôi cũng chẳng uống được. Cho tôi ăn chơi tôi cũng chẳng ăn chơi được.
Thế thì ở một khía cạnh khác thì chúng ta cũng thấy rằng có lẽ Chúa giữ gìn mình, nên là Chúa cũng có cái kim cô này, kim cô kia. Câu danh ngôn thứ ba dạy cho chúng ta mỗi bông hoa, mỗi vẻ đẹp, mỗi người đều có những cái hay, cái tốt. Chúng ta trân trọng người khác và chúng ta cũng tạ ơn Chúa về chính con người của mình. Về chính con người của mình. Mình đừng có ghét mình. Tại sao Chúa lại để cho con bệnh này? Tại sao Chúa để cho con tâm hồn con nó lại nhạy cảm như thế? Vân vân. Không. Chúa dựng nên mình như vậy và mình tạ ơn Chúa và mình yêu mến tất cả những cái điều đó. Hãy biến tất cả những cái gì Chúa ban, Chúa dựng nên cho mình trở thành cái hữu ích cho bản thân của mình. Đó là ba câu danh ngôn nghe. Giờ đây chúng ta thử nhớ lại coi. Nhớ lại coi. Câu danh ngôn thứ nhất, trạng thái thoải mái nhất, đó là chúng ta người với người không cần phải lấy lòng nhau. Chúng ta ngồi suy nghĩ là chúng ta chơi với người này, chơi với người khác và chúng ta cảm thấy không cần phải lấy lòng, không cần phải giả tạo gì cả, thì đấy là thoải mái nhất. Thoải mái nhất, thoải mái nhất, tình trạng thoải mái nhất giữa người với người, đó là không cần lấy lòng nhau. Mà lấy lòng nhau tức là nó hơi giả rồi. Lấy lòng nhau nó tức là hơi giả rồi. Rồi câu danh ngôn thứ hai, ông bà thì nhớ coi, câu danh ngôn thứ hai, tiền bạc và thời gian khác nhau xa lắm, khác nhau hoàn toàn. Tiền bạc chúng ta có thể biết mình có bao nhiêu, nhưng thời gian thì không biết. Vừa rồi thì con có coi một cái video clip đó, có cái chị này. Có một cái chị này, cũng còn trẻ lắm. Chị đang cầm video, chị hát karaoke này, chị hát karaoke gì à? Con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề. Đấy, đại khái là chị hát rồi. Vừa hát tóc thề xong cái rồi bà gục xuống. Cái mấy ông chồng hay ai đại khái cũng đang nhảy nhót nhót, thế bà này mà gục xuống như vậy. Cái lúc cứ tưởng là trêu bà, nó còn nhấn đầu bà, không thấy bà lại càng gục nữa. Trời ấm lên cái bà bật ngửa ra như vậy, trời ơi, la hét om sòm. Đang hát karaoke cũng đột quỵ. Đang hát karaoke cũng đột quỵ hay bất cứ lúc nào, hay là đụng xe. Vân vân. Thế thì tiền bạc và thời gian khác nhau hoàn toàn. Tiền bạc chúng ta có thể biết mình có, mình còn như thế nào, nhưng thời gian thì chúng ta không biết. Vì thế chúng ta hãy sống tốt từng giây phút, tốt từng giây phút. Rồi câu danh ngôn thứ ba, mỗi bông hoa, mỗi vẻ đẹp, mỗi người có những cái đẹp riêng. Vì thế mà chúng ta trân trọng nhau và chúng ta cũng tạ ơn Chúa về chính con người của mình. Hãy biến tất cả những gì của mình mỗi ngày mỗi tốt hơn. Hãy biến tất cả những gì của mình mỗi ngày mỗi tốt hơn. Chúa ban cho mình cái gì cũng tốt hết trơn. Nó chỉ xấu khi mà chúng ta chê thôi. Giống như là Chúa giao cho cái anh chàng một nét bạc ấy, anh ta chê. Anh bảo là cái ông chủ này hà khắc, cặp chỗ không gieo, thu nơi không vãi, người ta không thèm sinh lợi. Thì Chúa mới nói rằng là anh có thể gửi vào ngân hàng, anh cũng có lợi. Nên là chúng ta cần phải suy xét, mình phải thấy con người của mình có thể khỏe mạnh, có thể đau yếu, có thể đẹp trai, có thể đẹp gái, hay là có thể không đẹp như người ta nghĩ, vân vân. Nhưng mà chúng ta, cái quan trọng là chúng ta phát huy hết tất cả những gì mình có, cái gì thì mình phát huy hết cái khả năng đó. Thì đấy cũng chính là cái nét đặc biệt của chúng ta. Đó là ba câu danh ngôn chúng ta học hỏi hôm nay nghe chiều thứ bảy 23 tháng 11. Ngày mai Chủ nhật 24, đúng ra là ngày 24 tháng 11 là lễ trọng thể Kinh Các Thánh Tự Đàn Việt Nam đấy. Nhưng mà chúng ta đã mừng, ở ngoài giáo xứ đã mừng vào ngày Chủ nhật tới, là Chủ nhật vừa rồi. Nên là Chủ nhật ngày mai là Chủ nhật kính Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ. Và ở nhà dòng của chúng con thì không phải là giáo xứ, nên là chúng con mừng lễ chính ngày. Nên là thay vì ngày 24 Chủ nhật mừng lễ Các Thánh Tự Đạo, thì các nhà dòng sẽ rời qua ngày 25, tức là ngày thứ hai. Các Thánh Tự Đạo thì có một cái vẻ đẹp đức tin rất là kiên cường, rất là anh dũng. Chúng ta cũng có những cái vẻ đẹp của chúng ta, và chúng ta yêu bản thân mình. Ngày Chủ nhật ngày mai thì ở Campuchia đó, thì tại nhà thờ Đức Mẹ Mê Công thì cũng kỷ niệm 12 năm mà Đức Mẹ hiển linh đó, tức là vớt Đức Mẹ từ dòng sông Mê Công lên, là Đức Mẹ ẵm Chúa Hải Đồng. Nhưng mà chính ngày đó là ngày 19 tháng 11, 19 tháng 11 mà con đã qua vào đúng ngày hôm đó, nên là chiều hôm đó con được dâng lễ với cha Sập Nang để khấn với Đức Mẹ. Rồi ngày mai thì bà con ở bên đó họ cũng hành hương đông lắm để khấn với Đức Mẹ, vì Đức Mẹ cũng rất là hiển linh ở nơi đó, ở nơi Đức Mẹ Mê Công. Con xin hết lòng cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.